nhà yêu. Vâng, chào mừng anh chị em bà con lại quay trở lại với thế giới xe cũ tại xe máy Thanh Đoàn nhá. Và như đã hứa thì ngày hôm nay tiếp tục em Miền sẽ review những loạt xe tiếp tục tại cửa hàng, và hôm nay em Miền sẽ làm clip báo giá về tất cả mẫu xe Winner V1 tại cửa hàng, anh chị em bà con xem nhá. Và thôi thì em Miền sẽ báo giá Winner V1 và Winner X luôn cho mọi người cùng xem nhá. Về mẫu Winner X nhà em Miền bây giờ rẻ nhất là 29.500.000 và đắt nhất là 35.500.000 nhá. Winner V1 nhà em Miền và Winner X thì khá là nhiều luôn. Tranh thủ quay cho anh chị em bà con cùng xem và tham khảo lựa chọn nhá. Và hình như là toàn có duyên với màu đỏ nha, tất cả đều là màu đỏ luôn mọi người nhá. Đó, và bên này là Winner V1 luôn này. Thì nốt công em Miền sẽ báo giá dòng Winner X trước nhá. Winner X thì con này là màu xanh đời 2019 này. Xe này thì đầu đùi 100% còn tin đét luôn. Và con này là phiên bản CBS nhá. Lưu ý luôn, thứ khác biệt là nó có hai mẫu xe CBS và ABS luôn. Thế này thì xi nhan là hầu như 99% mẫu xe ở đây là người ta đều thay hết nhá. Tại vì xi nhan mà theo xe thì nó rất là bất tiện luôn. Rất nhanh bị gáy luôn, thậm chí là mua về chưa đi nó cũng gáy nữa. Nên đa số là người ta thay hết nhá. Biển 70K155489, con này bán 29 triệu đồng anh chị em bà con nhá. Lưu ý là vì dịch bệnh căng thẳng nên em Miền phải tạm dừng tất cả các hoạt động mua bán tại cửa hàng nhá. Chỉ bán hàng mang về, anh chị em bà con xem ưng con nào đặt cọc chốt đơn em Miền thể hỗ trợ ship về cho anh chị em bà con nhé. Và nếu mọi người muốn đối xe cũng vậy nhá. Đó, và đây là cũng dòng Winner X nhưng mà nó mới chạy được 1.500.000 thôi. Con này biển 66N48814 nhá. Phiên bản này là phiên bản ABS đặc biệt nhất của dòng Winner X rồi. Và con này thì mới chạy 1.500.000, không khác gì xe mới luôn. Thế Miền sẽ bán chiếc xe này với giá 35 năm, bao hồ sơ gốc anh chị em bà con nhá. Đó, vì dịch bệnh nên em Miền tạm ngừng tất cả hoạt động, sang tên đổi chủ và trả góp. Nếu anh chị em bà con quan tâm thì có thể lưu số điện thoại em Miền lại nhá, 0967424911, để một vài ba tuần khi dịch bệnh giảm thì mọi người có thể xuống xem mua trả góp được nhá. Và nếu mọi người mua mà không góp mà thiếu một vài ba triệu thì cửa hàng sẵn sàng cho thiếu luôn. 35 năm, bao hồ sơ cho anh chị em bà con nhá. Tức là mình rút hồ sơ rồi về thì việc chỉ nhập vô thôi. Biển 66N, bên này là biển 83E26594. Con này cũng đăng ký 2020 luôn. Và xe thì like cái bô nhá, bô kiếng này, máy móc và xe thì mới tinh luôn, 30.800.000 đồng. Và cũng phiên bản ABS cao cấp luôn, mang biển số 83E26594. Về dòng xe này thì 100% là còn riêng nguyên đã bán nha, anh chị em bà con rất yên tâm nhá. Bao 100% còn riêng nguyên, chưa đụng chạm, chưa làm gì hết luôn. Đó, đây cũng ABS luôn, và bên này là 29 năm đăng ký 2020. Xe này thì rất mới luôn nhưng mà nó là CBS nhá. CBS chưa phải là ABS nhá. Đó, mọi người cảm thấy mà quay mà mờ hoặc là quay chưa được rõ chi tiết thì anh chị em bà con kết bạn Zalo Miền sẽ quay cận cảnh chi tiết xe cho mọi người xem nhá. Và đây là cũng một cặp xe ABS luôn. Đó, con này thì bán với giá là 32 năm, hai con là 32 năm luôn. Đó, tất cả đều ABS và đăng ký 2020. Đó là những dòng Winner X nhà em Miền còn có 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiếc nhá. Đó, mọi người quan tâm hơn nữa cứ kết bạn Zalo em Miền sẽ báo giá cận cảnh chi tiết luôn. Và đây là dòng Winner V1. Winner V1 còn chiếc màu đỏ nữa mà anh. Đây là dòng Winner V1 nhà em Miền nha mọi người. Hai chiếc màu đen này là 26.800.000 một đen. Đó, đời 2018 luôn nhá. Phiên bản màu đen nhám một con là 26.800.000, bao đầu nồi còn đinh đét luôn. Biển 69M mà một con là 83P3. Tất cả đều bảo hành từ 6 tháng 1 năm và cho chạy miễn phí trong vòng 2 tuần trong mùa dịch nhá. Đó, ai có những chiếc xe cũ không đi thì đổi những chiếc xe đẹp hơn. Mọi người có thể kết bạn Zalo để em Miền quay cận cảnh chi tiết từng chiếc xe nhá. Cái này có thêm chống trộm này. Đó. Hơi yếu bình. Đó, và đây chiếc xe này là màu in 3D, 24 triệu đồng nhá. In 3D Winner V1 24 triệu đồng. Và con này cũng đăng ký 2018 luôn. Con này là biển số 78F138160. Winner V1 nhà em Miền cũng khá là nhiều nhỉ. Còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chiếc. Đó, những chiếc xe này thì rất còn và mới thì giá nó cao. In 3D này, màu cam luôn, đẹp lắm. Biển 61, con này là 28.500.000. Con này là 25.800.000. Cũng in 3D biển 49L1 nhá. Và em bên này là 27 năm, cũng 2019 in 3D.
Đó. Và có một chiếc 23.8 nữa mà ơi. Nói chung Winner V1 nó cũng nhiều giá lắm. Thậm chí là 20, 21 triệu cũng có. Nhưng mà tại em hiện đang hết hàng. Nếu mà người xem clip mà chưa ưng con nào thì cứ lưu số điện thoại em hiện lại nhá, 0967424951, chờ một vài hai tuần đi. Khi dịch bệnh giảm xuống em hiện lại nhập xe về số lượng nhiều lắm nhá. Xe nhà em hiện là về rồi đi liên tục, nên là bà con đừng có sợ hết. Đó, tại vì là dịch bệnh không đi mua được, rất nhiều xe đang cọc mà không thể nào lấy về được nhá. Và để em nhận đi quay nó con Winner V1 với giá 23.8 nữa là coi như là xong ngày hôm nay. Xong những dòng Winner V1. Tức là xe ở đây gọi là như là tạm thời có ngày hôm nay, còn đi rồi về liên tục, nên anh chị em bà con cứ yên tâm. Chưa chọn được xe ưng ý thì cứ lưu số em Hiền lại nhá, 0967424911 nhá. Chờ hết gì thì ghé tham khảo và ủng hộ em Hiền với nhá. Đó, tất cả xe em Hiền đều bảo hành cho mọi người từ 6 tháng 1 năm và cho chạy miễn phí trong vòng 1 tuần. Trong quá trình quay xe nào rin thì nói rin, xe nào đã qua sửa chữa làm máy em Hiền nói luôn nhá. Đó, lát nữa sẽ đi quay dòng F150 nhá. Đó, con này là 23.800 này, biển số 67 nhá. Kết bạn Zalo Hiền sẽ chụp hình chi tiết cho. Như vậy là đã xong dòng Winner V1. Lát nữa sẽ là dòng F150, dòng tay ga ra nớt. Nói chung là mỗi cái clip em Hiền sẽ báo giá một loại xe để mọi người dễ xem nhá. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người vào những clip tiếp theo nhé.